Tổng đến thời điểm hiện tại số tiền gửi về giúp đỡ cho hai con đó là... Dạ con kêu mẹ về để... Tại mẹ muốn coi con mặc áo dài, muốn coi con học lớp 10 ra dáng thiếu nữ, muốn coi tụi con lớn. Tụi con còn chưa báo hiếu được cho mẹ. Dạ ước gì mẹ còn sống để thấy được cái cảnh này. Thấy thấy được con được nhiều người yêu thương, rồi thì được con tiếp tục học, được học rồi được trở thành một giáo viên mà mẹ mong muốn. Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lấy chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Cần Thơ. Hôm nay thì Đồng về Cần Thơ để ghé thăm lại hoàn cảnh của hai em học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hoàn cảnh thì rất là đặc biệt và thương tâm. Đó là cha thì mất đây cách đây 10 năm, người mẹ thì vừa mới mất do cuộc sống khó khăn, không có tiền đi chữa trị. Người mẹ mắc cái bệnh ung thư, phải ở nhà uống thuốc bắc, thuốc nam, ai chỉ gì thì uống đó. Một ngày thì phát hiện căn bệnh nặng thì mất trong vòng tay của chị hai là bé lớn á. Khi mất thì người mẹ có một nguyện ước, đó là muốn nhìn thấy con mình trưởng thành, muốn nhìn thấy con mặc áo dài và được cắp sách tới trường vào lớp 10. Khi Đồng chia sẻ hình ảnh của hai bé lên thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương cũng như lấy đi nước mắt của nhiều quý cô chú chị. Hôm nay thì Đồng quay trở lại đây để mang tình thương của quý cô chú chị dành tặng cho hai bé, là một số tiền rất là lớn dành tặng cho hai bé. Thì không biết là hiện tại vào năm học mới thì hai bé có được tiếp tục đi học hay không, và hai bé đã chuẩn bị những gì. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Quý cô chú chị, lúc trước thì Đồng ghé thăm hoàn cảnh của bé thì là một ngôi nhà tranh sụp sệ tan nát của ông bà ngoại khi mà mẹ còn sống á, đón mẹ về đây để chữa trị. Nhưng hôm nay Đồng tới đây thì khá là bất ngờ được bên chính quyền á, xá hỗ trợ cho bé. Hiện tại đang các anh thợ đang làm lại căn nhà cho bé này. Con chào chú nhé. Dạ. Đó, căn nhà tranh lúc trước Đồng thăm bé với có là bà ngoại là ở đây này. Nhưng hiện tại đã được dỡ bỏ và đang thay thế bằng những bê tông cốt thép và chuẩn bị dựng cho hai bé căn nhà tường này. Rất là mừng luôn. Cũng cảm ơn chính quyền địa phương rất là nhiều. Hiện tại thì trong lúc chờ đợi cái nhà xây cho hai bé thì hai bé chuyển vào trong này này. Chú chào hai con nhé. Con gửi lời chào ông bà cô bác đi. Dạ con chào ông bà cô bác, chào anh chị. Rồi con ngồi xuống đi. Là cái này chuyển vô đây được lâu chưa? Dạ cũng được mấy hôm rồi. Hai ba hôm chưa? Dạ. Hình tới mấy chú thợ là con có thể giới thiệu cho ông bà cô bác biết được là tại sao hôm nay nhà lại được sửa như vậy, được bên nào hỗ trợ? Dạ được bên chính quyền xã hỗ trợ, với lại mấy chú công an thành phố hỗ trợ để sửa nhà lại. Mừng quá ha. Dạ. Mừng không? Bữa giờ mà mừng không? Khi mà được bên xã với bên công an thành phố tới thăm hỏi và sẽ cho sửa chữa làm nhà mới cho hai con thì mừng không? Mất ăn mất ngủ không? Dạ mừng. Con nói gì với mẹ không? Dạ lúc mà giờ mẹ ra thì kêu mẹ ráng đợi mai mốt vô nhà mới ở. Con nói sao, con có thể chia sẻ lại được không? Dạ là con nói là mẹ ráng đợi mấy hôm nữa người ta sửa nhà xong thì ba mẹ con mình vô nhà mới ở. Chắc mẹ vui lắm nha. Dạ. Là hôm nay con đi học về hay sao mà thấy bộ đồ này là bộ đồ của trường đúng không? Dạ, nay con đi nhận lớp. Là nay là vô học luôn chứ hay là sao con? Dạ, nay mới tụ trường thôi, tới 5 tháng 9 khai giảng rồi mới bắt đầu học. Bữa hôm chú có nghe con câu con chia sẻ là mẹ còn mong ước được nhìn thấy con mặc áo dài này, rồi nhìn con thấy con vào lớp 10, nhìn con thấy con da dáng thiếu nữ đúng không? Thì bữa hôm mặc áo dài khoe mẹ chưa? Dạ rồi. Là sao chia sẻ được không? Dạ con nhận áo dài rồi thì về xoay một vòng trước bàn thờ mẹ cho mẹ coi. Rồi nói gì với mẹ? Dạ giờ con mặc áo dài rồi, chuẩn bị tụ trường cho học rồi, cho mẹ thấy đi mẹ mừng. Rồi con gái nhỏ thì con gửi lời chào ông bà cô bác đi con. Dạ chào quý anh chị cô bác. Con gái nhỏ ít nói nha, gái nhỏ thì nay đi học chưa? Dạ chưa. Rồi con ngày nào mới đi học? Dạ năm tây tháng 9. Năm tây tháng 9 là khai giảng lại tự trường luôn hả? Dạ. Bữa hôm thì không biết là khi chú gửi tiền thì con hai con đã được mua được sắp sách vở hay là đóng tiền học gì chưa? Dạ mua được tập sách với cho tiền ăn uống hàng ngày. Là mua cho em gái nhỏ đó được chị hai mua chưa? Dạ rồi. Nếu chưa mua nói nha.
để phạt chị hai nhé. Dạ. À, quý cô chú chị hôm nay thì tới đây thấy là nhà cửa này đang làm phía bên này thì rất là mừng cho hai bé luôn. Hai bé sau này sẽ không phải còn phải sợ mưa tạt nữa ha. Tưởng bữa giờ chắc mưa lớn chắc tạt dữ lắm hả? Dạ. Rồi là có ước gì chỗ mẹ thờ mẹ không? Dạ có, bà ngoại giăng cao su lại cho nó đỡ tạt. À, là con nay đi học cái bằng phương tiện gì? Dạ đi chung với bạn. Rồi con gái nhỏ? Dạ đi xe đạp. Nãy giờ quên cho chú thăm mẹ nó nha ha. Là bình thường là con ngày cũng cơm chay cho mẹ mấy bận? Dạ có bữa thì sáng thì cũng nước, còn bình thường thì cũng hai bữa. Vậy là hiện tại là hai con đang trong lúc đang con qua đây đi. Hai con mà trong lúc đang sửa nhà thì mình sẽ ở nhà. Dạ ở chung với ông bà ngoại. À, ông bà ngoại hiện tại có ở chung với ai nữa? Dạ ở chung với cậu mợ. À, mới với con cái của cậu mợ hả? Dạ. À, thì khi mình có nhà riêng thì sống cũng thoải mái hơn con nhỉ? Dạ. Là hiện tại là bình thường con đi học vậy thì ai nấu ăn cho con? Dạ nếu mà đi học có thể thì sớm thì con nhờ ngoại nấu, còn mà nếu mà học tối quá hoặc là học chiều thì con nấu trước rồi cúng cơm rồi mới đi. Ừ. Thường thường con đi học về là sẽ cúng cơm cho mẹ, thắp nhang cho mẹ. Yeah. Và tâm sự với mẹ những cái vấn đề gặp phải trong cuộc sống nha. Yeah. Hôm nay mà từ trường về thì có tâm sự với mẹ chưa? Để chưa. Sao ạ? Phải khoe mẹ là mình học trường nào, trường đẹp hay không? Con mới về. À, mà nếu mà lát nữa khoe mẹ con sẽ khoe điều gì? Thì là nay vô tụi trường có bạn mới mà bạn rất là nhiệt tình, dễ thương nữa. Dạ yeah. Với lại nay lên lớp 10 thì như là bạn mới hết ở đâu còn bạn cũ hả? Dạ, bạn mới nhưng mà cũng có một số bạn cũ. À, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới nha. Biết bài đó. Dạ. Rồi con gái nhỏ thì năm nay bữa hôm nói năm nay lớp mấy ta? Dạ năm nay lớp 8. À, lớp 8 hả? Lớp 8 đây vẫn là bạn cũ nha. Dạ. À, con cũng chưa đi nhận lớp hả? Dạ rồi. À, rồi là năm nay cô hay thầy chủ nhiệm? Dạ cô. Con thì ai? Dạ cô. Để hai chị em cố gắng học tốt ha. Dạ. Ừ. Bữa hôm thì bé chia sẻ rất là thương, chia sẻ trong nước mắt là khi mà mẹ mất đi mà bé tâm sự thì mẹ vẫn nghe được lời bé tâm sự nên vẫn chảy những dòng nước mắt con nha. Dạ. Ừ. Hôm nay thì quay trở lại thì mẹ mất nhưng vẫn phù trì phù hộ cho hai con mạnh khỏe này, đã được nhiều ông bà thương yêu đúng không? Dạ. Chính quyền thì tới đây làm nhà cho mình thì tới lâu chưa con? Dạ cũng lâu. Là bắt đầu làm thủ tục mới làm đúng không? Dạ. Không biết chú chưa tưởng tượng ra, không biết là căn nhà xây lên thế nào ta, chắc là đẹp lắm hả? Này con cũng không biết nữa. Con hồi hộp không? Dạ có. Bà ngoại ơi, xuống đây cho con gặp với. Đây bà ngoại này, bữa hôm bà ngoại cũng khóc rất là nhiều luôn. Bữa giờ bên nội có thang thăm con không? Dạ không. Sao ạ? Dạ tại ông bà nội cũng lớn tuổi rồi, mấy cô rồi, bà, gì thì ở xa. Bà nội ngồi đây đi. Bà ngoại chứ con xin lỗi, bà ngoại ngồi đi. Rồi bà ngoại còn nhớ con không? Chắc không nhớ quá. Không nhớ. Rồi buồn dữ ạ. Buồn. Bữa hôm hai bà cháu mới ôm nhau khóc mà nay là quên rồi. Vậy là mới bữa hôm lại lần đầu tiên. Đúng rồi, đầu tiên con tới thăm hai bé, trao hai bé tiền để đi. Rồi nhắc gì là nhớ rồi. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi sao nay sao rồi bà ngoại khỏe không? Cũng không khỏe. Mấy bữa gầy đỡ chứ trời ơi mấy bữa hôm nằm tối ngày. Sao hả? À nay chắc con biết sao đỡ rồi. Nay là thấy cháu mình được xã hỗ trợ cái nhà mới là mừng ha. Yeah. Có sức khỏe liền ha. Mừng cho cháu không? Mừng. Dạ. À, đều cột cũ đó. Mấy ông ấy lần đổi lần làm thêm. À. Chứ không phải cho đồ mới không. Dạ, nói chung là như vậy cũng giá trị rồi bà. Ờ, cũng đỡ rồi. Nhà hơn nhà tranh nhiều. Ừ. Dạ, con thấy là bê tông cốt thép cũng là chắc chắn á. Dạ. Dạ. Rồi sau này là mà nhà xây xong thì bà ngoại có ở với hai bé không hay là ở với trên nhà này? Miễn làm kín đáo rồi cho nó ở mình anh. Vậy hả? Dạ. Không ngủ chung nữa hả? Không. Sao vậy? Để cho nó ngủ cho nó quen.
Rồi, lúc hôm này trong trước trong sau nhà mưa dột ở hủ hủy với nó. Nay thì hết nhớ con chưa? Hay là còn với hổ hai con buồn? Lại đốt nhang đó là nhớ nó. Nhớ là đi bẻ bắp chuối ha. Ừ, nhớ đi bẻ bắp chuối. Dạ. Thường thường tâm sự với con gái là nói gì không? Có. Đi lại là bắt đầu nhớ đi bẻ bắp chuối. Rồi thằng trai đi bẻ đậu bán, đi mót ba đầu ngọn đầu ngành bán cho dạ. Mấy nhỏ này ăn đi học. Dạ. Thấy đứt cục đứt ghê. Nói nữa là khóc nữa đó. Hả? Hả? Thấy khổ quá. Cuộc sống vô thường bà nha. Ừ. Với phần đồ cắn, giữa lưng đồ đau, mừng bụng không được. Dạ. Mừng quá, đi quá là cái lưng nó còm. Chỉ hai cái giò nó nhất. Mai mốt thì hai bé nuôi bà ngoại. Trời ơi, mừng nó sống được thì nuôi gì. Đúng không con? Dạ. Nuôi được không? Con gái nhỏ sau này có nuôi bà ngoại không? Dạ có. Đó, thấy chưa? Con gái lớn? Dạ có. Đó, hai bé dành nhau nuôi kìa. Nó nuôi chắc chắn không lỗ quá. Sao nói vậy? Bảy mấy tuổi rồi. Dạ. Là mình dời vô đây, dời mẹ hai bé vô đây. Đến khi mà xong là mình chuyển vô nhà đúng không? Dạ. Các rồi sẵn rồi đang quản hết giờ ra. Dạ. Trong cái mấy ông này mà biết đây tới xã tan mẹ nó không biết rồi không? Mong xã tan giờ cái là mẹ có nhà mới luôn con nhỉ? Dạ. Dạ. Rồi là tối giờ là hai bé sẽ vô ngủ nhờ bà ngoại với cậu. Dạ. Trong đó có chỗ ngủ không? Có. Phòng trong đó. Dạ. Tôi ngủ rồi một cái bộ dạ kế đây nè. Hôm nay con thăm lại hai bé để trao số tiền cho hai bé ha. Số tiền Mạnh Thường Quân gửi cho hai bé. Dạ. Để hai bé có việc học tập nè. Dạ. Có mua sắm gì thì hai bé mua bà ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. À, quý cô chú chị bây giờ thì Đồng chắc sẽ... thay mặt quý nhà hảo tâm sẽ đọc danh sách trước, gửi số tiền về giúp đỡ cho hai bé. Sau đó thầy Đồng sẽ trao số tiền này cho hai bé để hai bé có trang trải cuộc sống. Trước khi công bố danh sách thì Đồng cũng thay mặt cho hoàn cảnh hai bé mồ côi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Luôn luôn yêu thương những hoàn cảnh và hướng về những hoàn cảnh giúp cho hai bé được tiếp tục chắp cánh ước mơ này, một cô giáo mầm non này, đúng không? Bé này bữa hôm là mơ ước là học gì ta? Quên rồi. Hả? Dạ, cô giáo. À, cô giáo luôn hả? Mai mốt là bà ngoại có hai cô giáo luôn á. Đầu tiên là xin cảm ơn chị Phong Tú Mai gửi cho hai bé là 1 triệu đồng. Chị Mỹ Lê Võ ở nước ngoài gửi 50 USD, đổi ra được 1.240.000 đồng. Lê Ngọc Anh ở Hạ Long, Quảng Ninh gửi hai bé 500.000 đồng. Cô Phạm Ngọc Lan gửi cho hai bé là 300.000 đồng. Bạn Ngọc Quý David ở Đức gửi 1 triệu đồng. Lê Thị Út Nguyễn Minh Trọng Long An gửi Vĩnh Long gửi 1 triệu đồng. Em Sau Băng gửi cho hai con là 500.000 đồng. Chị Thì Nguyễn ở Quảng Ngãi gửi 500.000 đồng. Nguyễn Phạm Ngọc, Phạm Thanh Ngọc Thu Trang gửi 1.500.000 đồng. Chị ở Áo gửi cho hai bé là 700.000 đồng. Ngân ở Quận 7 gửi 2 triệu đồng. Chị Nhi ở Mỹ gửi 2 triệu đồng. Chị Su ở Florida gửi 50 USD, đổi ra được 1.240.000 đồng. Chị Cô Năm Tiền Giang gửi cho hai bé là 1 triệu đồng. Cô Hoa ở Mỹ gửi 50 USD, đổi ra được là 1.240.000 đồng. Chú Ninh cư ngụ ở thành phố Tô Ta. Xin lỗi, chú Ninh cư ngụ ở Washington, Hoa Kỳ gửi cho hai con là 6 triệu đồng. Cô Quách Thị Kim ở Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh gửi hai con là 1.200.000 đồng. Cửa hàng Nam Đạt Long Biên gửi cho hai con là 500.000 đồng. Tổng đến thời điểm hiện tại, số tiền gửi về giúp đỡ cho hai con đó là 23.420.000 đồng. Thì số tiền này bây giờ thì chú sẽ trao cho con ha. Dạ. Số tiền là 23.420.000 đồng ạ. Theo chú cảm ơn dùm cho tôi mấy người đó dùm. Sao con cảm ơn Dũng? Cảm ơn mấy người gửi cho tiền. À, là con cảm ơn dùm hả? Dạ. Dạ. Dạ.
Nói lần này mẹ bà cháu con cảm ơn dùm. Dạ, là gửi lời cảm ơn dùm ha. Dạ. Láng nữa bà ngoại nói lên đây là mấy cô chú đó nghe hết á. Nghe hả? À, dạ. Mấy cô chú con xem video mấy cô chú biết hết á. Dạ. Chứ mấy cô chú ở xa lắm, con cũng không có tới trực tiếp cảm ơn được. Dạ. À, cái cọc như vậy đồng rút trong ngân hàng ra quý cô chú chị là 10 triệu. 10 triệu đồng. Hai cọc như vậy là 20 triệu. 323 triệu. 23 triệu 420 ngàn. Con cầm cái này trước đi con, cái này là 10 nha. Dạ. Yeah. Cái này là 20. Dạ. Yeah. Một, hai, ba, bốn, năm. Cái là 21 này con. Dạ. Một, hai, ba, bốn, năm là 22 nha. Một, hai, ba, bốn, năm, 23. Dạ. Triệu 400. 400 này con. Dạ. 23 triệu 420 nghìn đồng. Đây con. Con đếm lại coi đủ chưa? Dạ. Ý là con đếm lại theo cục thôi là đủ tiền chưa? Con đếm cho ông bà cô bác coi coi. Dạ. Dạ rồi. Đủ chưa? Là nhiêu đọc cho ông bà cô bác nghe coi. Dạ 23 triệu. 23 triệu 300. 23 triệu 420 nghìn đồng. Đủ chưa? Dạ. Đủ ha. Con có gửi lời gì đến quý ông bà cô bác không con? Dạ con cảm ơn ông bà cô bác đã tài trợ cho con số tiền này để con với em ăn học. Con có chúc ông bà cô bác gì không? Dạ chúc ông bà cô bác có được thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, tràn đầy niềm vui. Con có lời hứa gì không ta? Bữa hôm hứa gì nhiều lắm mà nay chưa thấy hứa nha. Con hứa sẽ học thật giỏi, sẽ lo cho em, sẽ trở thành một giáo viên mầm non thật là ưu tú. Rồi, sẽ là một giáo viên mầm non ưu tú ha. Ươm mầm non đất nước đúng không con? Dạ. Sau này gặp lại cô giáo gì quên rồi. Hả? Cô giáo gì? Con tên gì nha? Con dạ. Á. Dạ con tên Vinh Hiển. Hiển hả? Cô dạ. Giáo Hiển. Rồi con bà ngoại con muốn lời gửi lời gì không? Gửi lời thăm chân mấy cô mấy cháu muốn gì gửi cho tiền cháu ăn học lo con mồ côi. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Xa. Mừng quá bà ha. À, mừng quá mừng. Lượt mớ tiền lo cho nó mừng. Dạ. Giờ dạ, tiền này là con sẽ đưa cho ai giữ con gái? Cô Tư, dì Tư. Cho dì Tư. À dì Tư giữ giùm ha. Dì Tư giữ trang trại cuộc sống chứ không con không giữ tiền nha. Không, mất tiền đó. Không, ai cho nhiêu mà giao cho cô Tư. Dạ. Rồi đi học đi hành mua đồ ăn cúng mẹ gì dì Tư xích ra mặn sẵn. Trời con gái đứng dậy khoe mẹ coi. Hôm nay được ông bà cô bác giúp coi. Con đứng đó con nói gì với mẹ đi. Dạ là có được mấy cô dì chú bác gửi tiền cho con. Cho con học, chứ lo cho em. Để sau này có được hoàn thành ước mơ mà mẹ muốn. Thế đây sẽ trở thành dáng vẻ mà mẹ muốn thấy nhất. Đứng trước chi ảnh khoe mẹ vậy ha. Chắc mẹ mà được con thấy hai con mà được nhiều ông bà cô bác thương yêu như vậy và giúp đỡ nhiều như vậy chắc mẹ cũng mừng lắm con ha. Dạ. Mừng lắm. Đấy bé hiện tại đang khoe mẹ kìa. Đâu, tiền đâu cho mẹ khoe mẹ luôn. Đây này. Mừng quá con nha. Thấy nhiều không? Con có ước gì là mẹ còn sống không? Để sau dạ ước gì mẹ còn sống để thấy được cái cảnh này. Thấy được con được nhiều người yêu thương. Rồi thì được con tiếp tục học. Được học rồi được trở thành một giáo viên mà mẹ mong muốn. Nhắc đến ước mơ của mẹ là chị hai lại khóc chị hai nha. À, Đồng cũng thay mặt cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống á, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Luôn hướng về những hoàn cảnh. Và chúc cho qua đây chị hai. Có chị hai ngồi đây.
Chúc cho hai con thì thật nhiều sức khỏe nha. Con cái nhỏ hình như có điều gì muốn nói ta. Con có gửi lời gì đến ông bà cô bác không? Dạ chúc anh, chúc cô bác, anh chị nhiều thành công, vui vẻ trong cuộc sống. Ừ, con cố gắng học giỏi nha. Dạ. Để không phụ lòng chị hai, không phụ lòng cô dì chú bác, không phụ lòng bà ngoại, không phụ lòng cậu mợ dì dượng đó, yêu thương hai con ha. Dạ. Được chưa? Và đến đây thì Đồng chắc cũng xin phép kết thúc video tại đây. Một lần nữa thay mặt những hoàn cảnh của hai bé mồ côi, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Kính chúc quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý cô chú chị ở những video, những hành trình tiếp theo của Đồng. Đồng và hai bé và bà ngoại chào ông bà cô bác. Vẫy tay chào ông bà cô bác. Cảm ơn bà con cô bác ở xa gần.